Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Vẫn tin liên quan từ Việt Nam cho hay Việt Nam bị USCIRF đề nghị đưa vào danh sách CPC vì vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo. Thưa quý vị, Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, còn được gọi tắt là USCIRF, tức là USCIRF, đã đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt, CPC, vì các vi phạm nghiêm trọng của Hà Nội trong vấn đề tự do tôn giáo. Trong bản báo cáo thường niên công bố vào ngày 29 tháng 4, thì USCIRF đã nhận định rằng trong năm 2018, chính quyền Việt Nam đã tiếp tục đàn áp trên nhiều lãnh tụ tôn giáo, người bảo vệ nhân quyền, người hoạt động ôn hòa và người bất đồng chính kiến khác trên toàn quốc, đặc biệt là để trừng phạt những người tham gia biểu tình phản đối hai dự luật an ninh mạng Hà Khắc đặc khu kinh tế. Trích dẫn số liệu của Now Campaign, USCIRF nói rằng, vào thời điểm cuối năm 2018 thì Việt Nam giam giữ ít nhất là 244 tù nhân lương tâm, trong đó có nhiều người ủng hộ cho tự do tôn giáo và tín ngưỡng, và một số người khác thì chỉ đơn thuần hành đạo hoặc là bày tỏ đức tin của mình. Bản báo cáo trên đã nêu lên vấn đề nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tịch thu tài sản của nhiều nhà thờ Thiên Chúa giáo, chùa Phật giáo và nhiều nhóm tôn giáo khác để lấy đất cho các dự án phát triển kinh tế mà không đền bù thỏa đáng. Một số các thí dụ điển hình là Đan viện Thiên An, chùa Liên Trì, chùa An Cư, giáo xứ Cồn Dầu, Tổng giáo hội, Tổng giáo phận Hà Nội, v.v. Một vấn đề lớn khác được nêu ra là có hàng chục ngàn người Hờ Mông và người Thượng theo đạo ở Tây Nguyên vẫn không có quốc tịch vì chính quyền địa phương từ chối không cấp chứng minh nhân dân nếu như họ không chịu từ bỏ đạo. Mối lo ngại về luật an ninh mạng và việc đàn áp trên diện rộng của những người biểu tình ôn hòa vào hồi tháng 6 năm 2018 cũng đã được nhấn mạnh, đặc biệt là con số thống kê có ít nhất là 127 người bị bắt và bị kết án vì đã tham gia tuần hành. USCIRF khuyến nghị Hoa Kỳ thiết lập các thỏa thuận có tính ràng buộc đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để thúc đẩy cải cách quan trọng nhằm cải thiện tự do tôn giáo. USCIRF đề nghị mở rộng tiếp xúc cấp cao ra khỏi khuôn khổ đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ và xem việc bản thảo vấn đề tù nhân lương tâm và lo ngại về tự do tôn giáo như là một phần của thảo luận về các vấn đề an ninh, kinh tế và phát triển đối với Việt Nam. Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.